Vâng, xin chào tất cả các bác nhé Thì hôm nay an Kim sẽ báo cho tất cả các bác một cái tin cực kỳ là vui Là từ ngày 14 đến ngày 24 tháng 6 là bên em bắt đầu có những cái chương trình sale Gọi là sập sàn với những dòng loa hoặc là đẩy công suất hoặc là micro Và đặc biệt nữa thì bên em sẽ hỗ trợ cho tất cả các bác là thu cũ đổi mới tức là các bác em các bác nào muốn nâng cấp loa thì các bác có thể liên hệ với em ví dụ đây là một bác khách đã mua một đôi loa săn xuôi của bên uh, cửa hàng khác này uh, bác ấy, uh, báo là mua một đôi loa rcf đổi lên rcf thì em sẽ sẽ đợi, đợi, giống như kiểu em sẽ mua lại loa này cho các bác nhé về kiểm tra zin thì nó sẽ là ok và mua với giá cũng rất là cao luôn thực ra mua con này giá cao luôn anh em nhé để hỗ trợ cho tất cả các bác đấy và tiện thế thì Ví dụ như tối nay livestream thì em có thể là thanh lý đôi này đi Đôi này à, bán cho anh em cái giá rẻ để như này Nguyên bản của khách như thế này hàng zin là được Giá cực rẻ cho anh em Còn anh em về thích sơn hay như thế nào thì tùy Ok chưa Và từ ngày đến đi khoảng 10 ngày là em sẽ bắt đầu xả toàn bộ Toàn bộ cái kho loa của bên em nhé Và cái thời điểm hiện tại em nói thực sự các bác là xả cực kỳ rẻ Giống như kiểu là tổng kết một kho, hai kho để thu hồi vốn các bác nhá. Nên cái thời điểm hiện tại các bác mua hàng bên Ankin sẽ được những cái giá rẻ hơn rất là nhiều, cực kỳ nhiều các bác nhé. Và hẹn các bác là từ tối nay cho đến những cái tối live stream khác để em bắt đầu sẽ soạn dần ra những cái từ cái mã rẻ nhất cho đến cái mã mắc tiền nhất để lên sóng cho tất cả các bác liên tục. các bác xem thì nhớ là cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và một cái comment nhé. Và từ tối hôm nay bắt đầu em sẽ live stream lại để xả kho cho tất cả các bác. Rồi ok, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với Ankin sớm. Xin chào và hẹn gặp lại.